Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Nam lại có một buổi chia sẻ với cả nhà về một cái bệnh lõi của bếp hồng ngoại nha cả nhà. Như thông thường thì chúng ta sử dụng bếp hồng ngoại để vào trong việc nấu nướng và cũng như rất tiện ích trên trong cái không gian bếp của chúng ta. Nhưng mà với cái thiết bị này nó cũng rất là hay bị lỗi nha cả nhà. Đây là một trong những cái lỗi cơ bản mà chúng ta có thể tự khắc phục được. Ở đây thì khi mà chúng ta mở bếp thì nó sẽ hiện lên một cái chữ 2, thì đó là đang báo một cái lỗi cảm biến nha cả nhà. Đó, thì Nam đang mở ra để chia sẻ với cả nhà. Chúng ta thay cái con cảm biến phía giữa. Trên tay Nam là cái con cảm biến nhiệt độ. Thật ra cái con này nó chỉ có làm nhiệm vụ là giống như là kiểu một cái công tắc đầu vào. Khi mà chúng ta đã có cái thiết bị này thì bếp nó mới sẵn sàng cho cái mền hoạt động, và nó để thông báo cái nhiệt độ vào bên trong và có để chúng ta điều chỉnh nhiệt độ cho nó phù hợp đó cả nhà. Đó. Và chúng ta có thể mở ra, chúng ta thay cái con này khi chúng ta thấy nó báo cái lỗi 2 trên trên cái màn hình hiển thị ha. Đây là một cái lỗi thông thường nhất và Nam đang khắc phục cái lỗi này trên cái con bếp hồng ngoại Kangaroo này cả nhà. Và chúng ta cũng mở cẩn thận ha, cái phần bếp, cái phần mà dây nhiệt độ ha, chúng ta mở lên, chúng ta cẩn thận và chúng ta mở cái men lên để chúng ta rút cái đầu dây ra. Và sau đó chúng ta đi mua cái con cảm biến nhiệt độ này chúng ta gắn vào là xong. Thì cái quy trình nó cũng không có gì đơn giản, nhưng quá trình mở chúng ta cẩn thận thì vì trong đây không gian nó cũng khá là chật hẹp và dây nó cũng có thể dễ bị xúc hoặc là ảnh hưởng đến cái men á, nên chúng ta mở ra cẩn thận nha. Đây là con cảm biến nhiệt độ trong bếp hồng ngoại nè cả nhà. Lâu ngày quá trình chúng ta sử dụng nó nóng, nó sẽ bị đứt đi cái dây và nó không có đưa tín hiệu vào bên trong cái men khiển, cho nên là nó sẽ không hoạt động. Chúng ta bấm vào nó bị lỗi, chúng ta nghe cái tiếng bíp bíp và nó sẽ tắt thôi. Đó, chúng ta mở ra, chúng ta thay cái con này vào là xài được nha. Sau khi chúng ta đã lắp cái con cảm biến vào trong cái mâm điện trở nhiệt này cả nhà, thì chúng ta sẽ tiếp tục bắt các cái vít này. Và lưu ý là khi chúng ta bắt thì chúng ta phải cho cái mâm nó có cái độ dung xoay chạy lên chạy xuống, nó có cái độ nhịp nha cả nhà. Đó. Thì khi như vậy, khi chúng ta lắp xong thì nó mới ôm chặt vào cái bề mặt của kính cường lực. Thì lúc đó thì cái bếp nó hoạt động hết công suất của nó và đúng với chức năng nha. Đó. Và bước kế tiếp thì mình sẽ tiến hành đo lại cái phần cái con cảm biến này. Thực ra thì cái con cảm biến này nó giống như một cái điện trở, một cái cầu chì thôi cả nhà. Khi mà chúng ta quá nhiệt độ nó sẽ đứt cái cầu chì này, làm cho cái bếp nó sẽ ngừng hoạt động. Nó cũng là một cái thiết bị để bảo vệ, để trong cái quá trình nấu nướng chúng ta có thể bị quên, để bếp ở lâu quá bị quên, tránh trường hợp là có thể gây cháy nổ thì nó sẽ đứt cái cầu chì này, thì bếp sẽ ngưng thôi cả nhà. Chúng ta lưu ý cái vấn đề này. Sau đó thì chúng ta lại cố định các cái men lại và chúng ta ráp lại để chúng ta sẽ trải nghiệm cái thành quả ngày hôm nay nha.
Bây giờ thì chúng ta sẽ test nha cả nhà. Bếp đã trở lại bình thường rồi. Đây là một trong những cái lỗi cơ bản mà chúng ta có thể khắc phục tại nhà. Và nếu mà chúng ta không làm được thì chúng ta có thể đem đến những cái chỗ sửa điện cơ thì họ sẽ khắc phục cho chúng ta với chi phí cũng tiết kiệm được cả nhà. Cách năm cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi clip nha. Cả nhà cũng đừng quên like, share, subscribe kênh của Nam. Xin rộng kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.